Barbie ơi, có biết ai đây không? Chú chị nè, người mà lúc trước làm cho Barbie khóc thét lên. Rồi, Barbie ơi, Barbie có thể cầm micro nha. Giới thiệu cho tất cả mọi người con tên là gì, là con bao nhiêu tuổi nha. Thôi cầm micro chứ. Bây giờ con đàn bài số 2 nha. Con đàn bài số 2. Ok không? Sẵn sàng không? Con đàn bài số 2 nha. Rồi mọi người ơi, Barbie hơi thẹn chút, mọi người vỗ tay cho Barbie đã thẹn rồi. Bây giờ con đàn bài số 2 nha. Rồi. À rồi, con bấm đi. Rồi. 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 Rồi giỏi. Con sẽ mua, bây giờ con đi thay đồ. Vâng, rồi con đi thay đồ ha. Mọi người ơi, bỏ tất cả đánh cho Thiên tài nhỏ của chúng ta đi. Rồi, con đây là con bé nhỏ nhất.